rằng thưa thầy, vì sao tại gia cư sĩ chẳng thể thâu nhận đệ tử quy y? Vì tôi nói lúc nãy gì? Điều gì Phật không cho làm thì chúng ta không được làm. Còn điều gì Phật cho làm thì chúng ta gì mới được làm. Ví dụ như Phật gì, Phật không cho những người xuất gia chúng tôi lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con, thì nếu người xuất gia mà lấy chồng sinh con thì còn là gọi là người xuất gia nữa không các quý vị? Còn không? Không còn nữa. Nếu mà người xuất gia mà gì, một vị tỷ khiêu mà còn lấy vợ sinh con ở trong chùa thì còn gọi là vị tỷ khiêu nữa không? Chắc chắn không phải nữa. Đó là những điều gì Phật không cho làm, mà làm á là phạm. Vậy Phật tử tại gia chúng ta không vậy? Đó là Phật tử tại gia chúng ta phải nương gì? Nương vào Tam Bảo để tu cơ mà. Cho nên chúng ta mới gì? Mới phát nguyện là đệ tử con tên là Nguyễn Thị A hoặc là Trần Văn B, phát nguyện trọn đời quy Phật, nguyện trọn đời quy Pháp, nguyện trọn đời quy Tăng. Quy tức là gì? Là nương tựa. Chữ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y có nghĩa là nương nhờ, là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Vậy chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo cơ mà. Có phải quy là gì? Quy cư sĩ đâu. Hay là quy gì? Quy thất chúng đệ tử đâu. Nếu mà Phật dạy ở trong gì? Trong luật nó nói rằng gì? Đệ tử con gì phát nguyện quy y gì? Thất chúng đệ tử. Thì khi đó mới gì? Trong thất chúng bảy, thất chúng tức là bảy chúng đệ tử đó, thì có gì? Có hai chúng tại gia. Thất chúng đệ tử đó là gì? Là tỷ khiêu này, một này, hai là tỷ khiêu ni này, thứ ba là thức xoa mana này, tức là những vị nữ giới thọ sa di ni xong rồi á, thọ gì thức xoa mana, học 100 học pháp đó trước á, để gọi thức xoa mana này. Xong thì chúng thứ tư là chúng gì? Sa di này. Chúng thứ năm là chúng gì? Sa di ni này. Đó là năm chúng xuất gia. Và hai chúng tại gia là gì? Yêu bà tắc này và yêu bà di này. Đó là bảy chúng xuất gia và tại gia đệ tử của Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy trong luật Đức Phật có nơi nào Đức Phật dạy gì quy y thất chúng đệ tử không? Không có. Hay là gì? Nói gọn lại như trong kinh Nguyên Thủy, nó có chỗ nào nói là quy y tứ chúng đệ tử không? Khi mà nói tứ chúng đệ tử tức là bốn chúng đệ tử là gì? Hai chúng xuất gia đó là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, và hai chúng đệ tử tại gia đó là gì? Cư sĩ yêu bà tắc và cư sĩ yêu bà di. Đó, tức là yêu bà tắc là chỉ cho nam Phật tử, yêu bà di là gì? Là chỉ cho nữ Phật tử. Trong giới luật chưa bao giờ Đức Phật nói là gì? Là quy y bốn chúng đệ tử, mà chỉ có nói là quy Tam Bảo thôi. Mà Tam Bảo thì là gì? Là chỉ có ba ngôi báo, chỉ cho Phật báo, Pháp báo và Tăng báo. Phật bảo, Tăng bảo và Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó. Cho nên ở đây thì như vậy là Phật tử thì có thể đã hiểu được, thì qua như vậy Phật tử hiểu được vì sao tại gia cư sĩ không được thâu nhận đệ tử quy y là như thế. Chúng ta chỉ có thể gì? Gọi là kết duyên với gì? Bạn lữ đồng tu với nhau thành một đạo tràng chuyên tu tịnh độ, hay chuyên tu pháp hoa, hay chuyên tu dược sư, hay chuyên tu gì? Thủy sám, hay chuyên tu gì? Tu thiền với nhau vân vân chẳng hạn. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đồng tu để cùng nhau sách tấn, cùng nhau học tập và cùng nhau gì? Cùng nhau tu tập một pháp môn nào đó, một vài pháp môn nào đó mà chúng ta gì? Cùng chí hướng với nhau để tu tập thôi. Thế chúng ta không được thâu nhận đệ tử quy, không được truyền giới tam quy cho gì? Cho các thiện nam tín nữ để trở thành đệ tử quy của mình. Nếu làm như vậy là sai pháp, làm như vậy là sai luật, làm như vậy là không đúng với lời Phật dạy, làm như vậy là đồng với gì? Đồng với ma vương đang gì? Đang phá pháp của Phật. Làm thay đổi gì? Thay đổi cái giáo lý của Đức Phật đã tuyên thuyết cách đây trên 2500 năm về trước. Mà làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào con đường tà. Chúng ta là ma, là con của ma, đang phá Phật chứ không phải là đệ tử của Đức Phật, không phải là người con tại gia của gì? Của Đức Phật. Cho nên đấy cũng xin giải thích thêm để Phật tử chúng ta biết cái điều đó.